quý anh chị thấy không? Đó, mình zoom to ra quý anh chị sẽ thấy ha. Trời trời, không lẽ con chim nãy giờ nó nhát mình, nó biến ra thành con ma hay con quỷ quý anh chị. Mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại ngôi nhà quan. Thì lúc trước mình có ra một clip là ban ngày. Cũng có nhiều bạn comment là khi mình đến đây quay thêm một clip trải nghiệm lúc ban đêm. Thì hôm nay mình làm theo yêu cầu của các bạn. Thì mình có hỏi thăm bà con ở vòng ở nơi đây. Là mình hỏi cái lịch sử cái ngôi nhà này tại sao bị bỏ hoang quý anh chị. Thì có anh bán cà phê, ảnh chia sẻ, ảnh nói gia chủ mất quý anh chị, mà gia chủ còn rất là trẻ tuổi. Thì người vợ bỏ đi nơi khác ở, con thì đi nước ngoài quý anh chị. Thì ngôi nhà này hiện giờ nó rất là rùng rợn, ban đêm không ai dám lui tới luôn quý anh chị. Thì mời quý anh chị cùng đồng hành clip cùng với mình ha. Đây là ngôi nhà khá là rùng rợn quý anh chị. Ban ngày mà họ còn đốt đèn luôn mới ghê chứ. Nhưng mà sao mà bữa nay ban đêm mình không thấy họ đốt đèn. Hình như bị đứt búng đèn hay sao quý anh chị. Gì vậy ta? Ống nước. Thì rồi mình vô mình thấy cửa mở mà ta. Giờ sao đóng cứng nhắc vậy ta? Ngôi nhà này theo mình đoán là gia chủ ngày xưa cũng giàu có quý anh chị. Mà nhà này thì các kiểu như cổ xưa. Mình đi một vòng ha, khám phá phía sau coi có gặp những hiện tượng lạ hay không nha quý anh chị. Gì vậy? Trời trời, nổi da gà cho quý anh chị. Gì ghê cho trời. Có con thằng lằn hay ghê quá. Thôi bây giờ vô luôn, chứ không dám đi xuống phía sau. Vô luôn quý anh chị. Ở dưới phía sau là muỗi ghê quá. Bây giờ mình đi khám phá vòng ở đây trước ha. Ngôi nhà này thấy nhỏ vậy nhưng mà nó rất là nhiều phòng quý anh chị. Không biết ai chọn mà cũng một cái bóp. Đâu có ai đâu ta. Còn đây có con gì không? Luôn này hình như cổ quý anh chị. Lu xanh. Trong này khá là âm u luôn quý anh chị ơi. Vừa đây cảm thấy đau đầu quá ta. Ở đây là hình như là ngày xưa cái nhà kho quý anh chị. Anh chủ quán nói là lúc trước có dân cột rơi vô đây thường xuyên luôn, nhưng mà cặp sau này là không dám quý anh chị. Này có gì mà cứng quá người ta. Ngộ thiệt. Cái gì vậy ta? Mình mới thấy cái gì nó bay bay ngay đây quý anh chị. Cửa không nhích nữa kìa trời. Ai vậy ta? Quý anh chị thấy cửa mở không? Không nhích luôn. Để mình đi vô ha. Mình đi vô. Mình mới thấy cái cửa nhúc nhích mà ta. Cái cảm giác của mình bây giờ là rất là hồi hộp luôn quý anh chị. Mình đi vô. Tiếng động trong phòng này là hay là ở ngoài mình cũng không biết. Rõ ràng mình mới thấy cánh cửa nhúc nhích quý anh chị, mà vô đây không thấy ai luôn. Có nào ma nó trốn trong phòng này hay không ta? Ủa, phòng này là phòng ngõ cụt. Giờ mình đi ra nha. Gì trời, nhà này có quỷ thiệt quý anh chị ơi. Nó đâu ta? Cái này hình như là cái cửa đi xuống nhà sau. Có nào nó trốn trong đây không ta? Trời ơi, trong đó cái cục gì đang hồi lùi thì ghê quá. Nguyên cái mùng. À, cái võng. Nó cái gì vậy? Hồi nãy mình đi vô là cái cửa mở mà ta. Khá là gồng gợn quý anh chị ơi. Bây giờ mình không biết con quỷ hay là con ma. Nó đóng cửa lại luôn. Cửa nó mở ra. Mình bây giờ nổi da gà hết trơn quý anh chị. Mình lấy tay mình đè lại. Lỡ nó đóng cái sừng vô cái mặt mình sưng luôn. Gì lục cọp vậy ta? Con quỷ hay là con gì vậy ta? Đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng bên đây nó làm nghề lục cọp mà ra ngoài không thấy quý anh chị. Để qua vô phòng này là không thấy. Cái gì vậy? Ở bên cái phòng đó quý anh chị. Phòng đó hình như là mình vô không được. Để mình gom bự rồi coi có thấy gì không. Trời ơi, thói thần quý anh chị. Cái đây gió mát lạnh lạnh. Hồi nãy đâu có gió ta. Ai đó, có ai không? Phòng này cứ nhắc với anh chị. Không lẽ con ma nó biến vô trong phòng này rồi ta. Làm cái đùng đùng nữa quý anh chị. Mình đâu có thấy ai đâu ta. Rõ ràng mình nghe phía sau mà ta. Nữa. Này cái gì vậy? Cái gì vậy? Cây này là cái gì mình cũng không biết luôn. Quý anh chị biết cây này là cây gì thì nhớ comment ha. Trong này hiện giờ là không có gió mà nó nhúc nhích quý anh chị. Trong nghe tiếng động xào xạc. Bây giờ mình tiến hành mình lên nhà trước quý anh chị ơi. Ngôi nhà này khá là còn mới quý anh chị. Ngôi nhà này nếu mà làm nhà trọ là được nhiều phòng quý anh chị. Trong này sao có bọc vậy ta? Có tô nữa. Có ai đem gì vô không ta? Trời ơi, mình thấy có chai gì chảnh đang treo lòng thòng. Bọc này là một gì vậy ta? À, cái chai này để cái bông vô. Còn quý anh chị biết cái ống chích này là chích động vật hay là chích xì ke thì quý anh chị nhớ comment ha. Mình thì không biết, mình chỉ biết cái ống chích thôi. Như vậy mình mới thấy này cũng nhích ta. Wow. Ở đây hình như là cái phòng để làm đẹp. Cái gì trời. Mình đi qua anh đây mà nghe tiếng động anh đó quý anh chị. Để mình gọi qua anh ha. Quý anh chị có thấy gì không ta? Có thấy ai không? Mình nghe hình như là có ai trong này quý anh chị. Mình lấy tay mình đỡ cửa lại để nó đóng lại cái banh cái mặt. Không thấy gì đâu ta. Cửa nhúc nhích. Bây giờ mình chạy lên đây. Chạy lên nhà trên quý anh chị ơi. Hình như có ai theo dõi mình quý anh chị. Ủa đây sao có đôi dép vậy ta? Mình không biết cái con gì. 16 giây nhấn nhích luôn, dây điện nhấn nhích luôn, kỳ vậy ta. Có ai không vậy trời? Mình nhớ hồi nãy mình đi ngang. Mình đi ngang đâu có trúng dây điện đâu ta. Như chị vẫn chết luôn á anh chị. Cái này là hiện tượng gì mình cũng không biết nữa. Cái đó là cộng dây chì của anh chị mà hiện giờ nó đang nhịp nhịp luôn. Ở đó thấy ai đâu ta, mà cộng dây đang nhịp nhịp nè, cái này mới ghê chứ. Trong nhà đâu có gió vô đâu quý anh chị. Thôi bây giờ nhà này quá linh thiêng. Bây giờ mình bày đồ, mình cúng, mình cầu họ coi họ có xuất hiện tâm linh hay không nha quý anh chị. Bây giờ mình làm nghi thức tại đây nha quý anh chị. Đôi dép hình như của chủ nhà mà không biết ai mang để đây quý anh chị. Bây giờ mình bày đồ ra cúng nha quý anh chị. Ngôi nhà này theo mình nghĩ là có con ma hay là con quỷ hay sao. Thì theo cái lời đồn của anh bán cà phê, không biết quý anh chị có nghe gì không. Mô Phật, nhà này có quỷ thiệt nè quý anh chị ơi. Tiếng động thối thần luôn. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Cửa giống nhích với anh chị. Là mình giờ gối luôn. Gì trời. Thì mục đích hôm nay tôi đến đây, con xin phép ông thổ địa, bà thổ địa ha. Thì mục đích hôm nay tôi đến đây cúng cho các hương linh ha. Nếu có các hương linh còn hiện hữu ở trong ngôi nhà quan bỏ nhiều năm này thì mời về dùng bánh ha, dùng cốm bắp. Bữa nay mình có mua cốm bắp với anh chị. Cúng này là hương linh mê lắm. Mời các hương linh dùng cốm uống nước ha. Ở đây là chỗ nó, bên đó là mình thấy có dấu hiệu cột cơ. Bây giờ mình quên quay cái dấu hiệu cột cơ cho quý anh chị xem nữa. Gì vậy? Cửa nhích hoài cho ta. Để mình ra mình coi cái cửa. Không biết có ai ngoài không ta. ghê. Mình xô mình đỡ lên quý anh chị, lỡ quỷ đóng luôn cái gầm nó chạy mất tiêu quá xong luôn, nó mặt mình để luôn. Đó trời, đó là không biết có quỷ hay con ma nào đây, nó lộng hành quá trời vậy ta. Cửa mà nhập nghiệp luôn. Không thấy ai đâu ta. Ở đây dấu hiệu của người ta cột cơ này quý anh chị. Có đàn cày luôn. Cửa đóng lại nữa nè. Ai vậy ta? Có trứng gà luôn quý anh chị. Nó mở ra. Mình đi ra nó mở ra. Mình lấy cái tay mình che lại quý anh chị. Để mình đi ra nó đóng lại cái bể mà. Rồi khi bể cái máy quay phim luôn. Có ai không? Không thấy ai đâu ta. Mình không dám ra, mình quay ở đây nha. Cô có thấy gì không? Không thấy luôn quý anh chị. Giờ mình mở cửa là hết. Có gì mình chạy ra được. Rồi nó đóng cái kính bích không biết đường về luôn. Trời ơi, tự nhiên dép nó nhích. Hết hồn hết dép. Đóng lại một cánh cửa của anh chị. Sợ như khi người ngoài người ta dòm người ta thấy mình cột cơ. Rồi, bây giờ mình đặt máy ở đây ha. Mình chuyển qua cam hồng ngoại nha quý anh chị. Rồi, mình để miếng đây ha. Để coi có hồng gì không. Mình ra khoảng tới phút mình sẽ quay lại nha quý anh chị. Quý anh chị ở đây có thấy gì thì nhớ comment á. mình vô cái máy của anh chị. Bây giờ không biết trên cam có thấy những hiện tượng lạ gì không, để mình về mình coi lại của anh chị. Dữ trời, cửa nãy quá trời của anh chị. Mình mới nghe tiếng động ở bên hè của anh chị. Mình mới nghe tiếng động ở bên đây. Cửa này làm cái đùng đùng. Mà cửa này bị hư người ta. Coi đó có thấy gì không? Mình đi ra ngoài quý anh chị. Mình mới nghe cái tiếng động ở ngoài này. Cửa làm nghe đùng đùng luôn quý anh chị. Rồi giờ này ở đây có thui, cây cỏ rầm rạp. Tiếng gì dưới vậy ta? Trời ơi, cây cỏ nhịp nhịp nhìn thấy ớn luôn quý anh chị. Mình mới nghe xào xào ở trong này. Cái gì vậy? Ngôi nhà mà bây giờ nhìn thấy nổi ốc cục luôn quý anh chị. Cây cỏ nó rậm rạp. Tiếng động gì ta? Ra chỗ người ta. Không biết có ai không quý anh chị, mà mình nghe giờ tiếng động. Ai vậy ta? Rồi, cái nóc nhà bị sập. Đó, trời. Cái bàn mà nhúc nhích luôn quý anh chị. Nó làm cái đùng cái bàn luôn. Mình tiến hành mình vô coi. Đó, không biết dám vô hay không. Rồi thật, nhà này có con quỷ quý anh chị ơi. Nhà này có con quỷ rồi. Trời phá luôn, quỷ giờ nó phá luôn quý anh chị. Nó làm quá trời đùng đùng trọng luôn, không biết mình có dám vô hay không. Không biết có dám vô hay không quý anh chị. Ủa, con Tôn đâu đây ta? Nó đâu có đây đâu. Ai đó? Mình mới nghe tiếng động. Mình mới nghe ai làm nghe đùng đùng bên đây quý anh chị. Cái bàn hồi nãy là mình thấy nhúc nhích luôn mới ghê chứ. Cái bàn này nè, để mình coi coi. Con ma hay con quỷ nó trốn dưới bàn không ta? Thấy gì đâu. Gì vậy? Gì trời? Mình mới nghe xào xạc cái chỗ này là quý anh chị. Nãy giờ quay không thấy ai hết. Trời ơi, nhà có cây gì mà nó nhích nhích vậy? Gì vậy? Không lẽ trên nóc nhà nó rớt cây xuống ta? Quý anh chị có nghe cái gì mà cái cọp? Cái gì mà một cái cọp hay không ta? Đó. Trời trời, con chim. Con chim con gì ta? Sao có con chim đây? Chim quý anh chị thấy không? Trời, không lẽ nó giờ chim ma nó nhát mình ta? Chim kìa, nó bay quý anh chị. Không lẽ nó giờ chim ma nó nhát mình ta? Nghe xào xạc có đó suốt luôn. Đó. Nhà này có con quỷ thiệt rồi quý anh chị ơi. Đó. Cái bao phất phất. Quý anh chị thấy không? Đó, mình zoom to ra quý anh chị sẽ thấy ha. Trời trời. Không lẽ con chim nãy giờ nó nhát mình nó biến ra thành con ma hay con quỷ quý anh chị? Để mình tiến lại gần mình kiếm nó ha. À đó. Trời, lá không có gió mà nhúng nhích vậy nè quý anh chị. Lá này là lá mục. Đó. Ai vậy ta? Ủa, cái manh bao rõ ràng nó nằm ở đây mà nè. Hồi nãy nó đưa qua đây quý anh chị. Còn bây giờ cái vách lá nó mục mà nó phớt qua phớt lại luôn. Nhà này có con quỷ thiệt rồi quý anh chị ơi. Anh bán cà phê đã nói là nhà này có quỷ thiệt. Nghe xào sạc bên đó, để mình qua bển mình coi ha. Chạy kìa quý anh chị ơi. Nhà này có con quỷ thiệt. Nhà này có con quỷ thiệt rồi quý anh chị. Thì clip nãy giờ cũng khá hơi là dài. Bây giờ mình kết thúc video ha. Chúc quý anh chị có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui ha. Cảm ơn quý anh chị đã nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ. Máy bay quý anh chị, hẹn gặp lại những video mới nha quý anh chị. Mình bây giờ nổi da gà trên quý anh chị. Bây giờ mình về ngủ thôi. Cái gì bóng trắng vậy ta? Ồ, cái thùng điện.